chào quý vị đã đến với tổng kho sàn gỗ kỹ thuật số FPC tại Thái Nguyên. Ngày hôm nay thì chúng tôi đến thi công mặt bậc cầu thang FPC tại đơn vị kiến trúc nội thất nhà Sinh, địa chỉ tại 179 Minh Cầu, Thái Nguyên. Xin chào bạn nhé. Chào bạn. Lâu lắm không gặp. Lâu lắm rồi nhỉ. Hôm nay tôi đang có cái cầu thang sắt xương cá, nó đang có cái vấn đề là đi nó hơi bị sắc, với cả đi nó chân nó không thật và rất là trơn. Thì nhằm bạn có giải pháp nào để xử lý cho tôi? Thì hôm trước thì bạn cũng có nói qua về cái mong muốn là có cái giải pháp cho cái mặt bậc cầu thang đấy. Thì ngày hôm nay thì anh em chúng tôi đến là có đem lại cái giải pháp cho bạn. Thì cho anh mượn một cái tấm mặt bậc đây. Đây là cái tấm mặt bậc cầu thang FPC. Đấy, bản kích thước thì nó dài khoảng 1m22 và rộng khoảng 30. Thế nhưng cái mặt bậc cầu thang của mình thì tôi cũng vừa xem qua thì nó sẽ chiếm một phần ở đây thôi. Thì cái này nó là giải pháp để mình có thể là giải quyết được những vấn đề của bạn. Ví dụ như là có thể nó che đi được những cái điểm xấu của cái nồi phần sắt của thang sắt ra. Hay là mình đi trên này nó có cảm giác cùng với cái nền này của mình này. Nó có thể cách nhịp ra cái là nó đi nó chân nó không bị nó thật chân đấy, nó thật chân đấy, nó, rất là đấy, nó thật chân đấy. Cái chỗ tôi nó hay bị kiểu nó cái trần nó không được tốt nha, cứ cải tạo lại thì nó hơi có tí nước thì nó nước thì cái này không ảnh hưởng gì, ok gì. Chỉ có điều nó vãi ra thì mình lau nó đi để cho nó tránh trường hợp là mọi người đi nó thấy nước ở đấy thôi. Mấy cả cái này nó ngâm nước được đúng không? Cái này thì nước thì không ảnh hưởng gì, thế nhất là nó chống nước là tuyệt đối đấy. Cái này thành phần nó có bột đá, có bột đá, có bột đá cốt đá FPC. Cái đấy là để thế này có ứng dụng cả cầu thang bê tông cái thứ được đúng không? Có thể làm được mặt các trên các mặt bậc bê tông này, các mặt bậc cầu thang cũ là mà mọi người cải tạo, mọi người không muốn tháo dỡ tung ra. Có nghĩa là nó sẽ tiết kiệm được về thời gian này, tiết kiệm được về tài chính cho chủ nhà hoặc các công trình của các cơ quan, các doanh nghiệp. Đây sản phẩm này tuyệt vời quá. Được rồi bạn ơi. Tấm này khá ok đấy, ông xem ông xử lý luôn cho tôi. Ok, thế thì tôi sẽ cho anh em để bắt đầu thi công luôn cho bạn, để làm sao mà tiết kiệm được cái thời gian nhất cho bạn, để có thể phục vụ cho cái công việc bạn đang làm nữa nhé. Xin chào em. Vâng. Ngày hôm nay thì thi công cái mặt bậc FPC này, sàn gỗ FPC này, thì cho anh hỏi một chút là những cái lưu ý mà trước khi mình thi công ấy, cũng như là trong quá trình thi công, thì mình có những cái lưu ý gì để cho cái mặt bậc cầu thang này nó được đẹp nhất? Vâng ạ. Thưa anh, bây giờ trước khi chúng ta vào thi công về cái mặt bậc FPC cầu thang này thì điều đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị là dụng cụ thi công và vật liệu thi công, để làm sao đó chúng ta trước khi làm chuẩn bị cho tốt thì, và dụng cụ thi công của chúng ta gồm những dụng cụ như thế này, và ở dưới kia có một cái máy cắt và một cái máy cắt tay nữa, thước đúng không? Đúng rồi. Thứ hai là phải chuẩn bị mặt phẳng sao cho nó phẳng sạch sẽ. Ví dụ như mặt chúng ta đây đang là mặt sắt, nhưng mà khi mà tùy địa hình địa điểm chúng ta thi công mà chúng ta lựa và vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra thứ hai là còn phải có những nắm bắt được những kỹ thuật thật tốt để chúng ta thi công như anh nhìn xem. Tất cả những cái mặt phẳng này đúng không? Đúng rồi. Rất là cầu kỳ đúng không? Vâng. Nhưng không phải là đơn giản. Vâng. Thế này thì mới tạo ra được một cái mặt bậc nó đẹp. Vâng. Đúng không? Vâng. Với những cái cầu thang mà có kết cấu bằng sắt như thế này, và ví dụ như gia chủ hoặc là những cái cơ quan đơn vị mà họ muốn có được cái mặt bậc mà đi nó êm ái, nó thật chân, thì đây cũng là một trong những giải pháp về cho những cái không gian bậc cầu thang như thế này. Đúng rồi.
Ok đấy nhỉ. Cái này xử lý nhanh ấy. Cái này mất khoảng 3 tiếng. 3 tiếng. 3 tiếng tí. Nhằm chất lượng đi lại chứ sao. Bạn cảm nhận đi. Mất thật chân đấy. Nhìn này thì không ai phát hiện được là ốc chó hay là gỗ ốc chó hay là nhựa. Cảm ơn bạn nhé, tao hoàn thành sớm cho tôi. Cảm ơn bạn. Qua quá trình thi công bậc cầu thang SBC, thực sự tôi rất ngạc nhiên, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã hoàn thiện xong bậc cầu thang. Tôi thấy rất hài lòng và ưng ý với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của đơn vị đã cung cấp.